Lê Dương Bảo Lâm gây tranh cãi khi để người khác cõng vào sự kiện, người thì thông cảm, người thì cho là đang làm màu. Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã tham gia một sự kiện, tuy nhiên, trời mưa to, gây ngập lối đi vào nơi tổ chức sự kiện, thế nên Lê Dương Bảo Lâm đã phải nhờ một người cõng, một người khác thì che ô. Người cõng Lê Dương Bảo Lâm còn phải bỏ giày ra, chỉ đi chân trần. Hành động này đã lọt vào ống kính máy quay, khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội. Một số khán giả cho rằng Lê Dương Bảo Lâm có hành động ngôi sao, trong khi nhiều nghệ sĩ khác vẫn bình thường, nam diễn viên gốc Đồng Nai lại phải nhờ người khác. Tuy nhiên, những khán giả khác lại bênh vực Lê Dương Bảo Lâm, cho rằng do nam diễn viên diện đồ toàn màu trắng nên sợ trang phục bị bẩn, chưa kể có thể là các món đồ này nam diễn viên được nhãn hàng tài trợ. Còn bạn, bạn đồng tình với quan điểm nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.